ăn chín là Bắc Ninh, xuất thân là trai Bắc Ninh, tôi lấy miếng trâu làm đầu câu chuyện. Mình tôi đã bước thẳng vào giấc mơ hão huyền mà đâu nghĩa làm vô vàng. Nhân dân đất trời là mình rượu đừng nào bơi tổn thương mấy đâu. Nguyện thân trái mồ đời bóng cô góc trời mà xa gió mưa chẳng màng. Mỗi kiếp này mình chọn lại ta sẽ chẳng thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫy vẫy thanh lòng buồn càng thêm hơi say men, chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau. Mình là Huyền Dương, anh như trẻ lại còn tâm tố giữa rừng, nơi cánh chim nhỏ lạnh lùng tìm vấn đồ để ngừng. Một nút thắt trong tim, một nút thắt trong lòng, tôi cứ thế công nhiên và từng ngày tôi cứ ngóng trông điều đó đúng hay sai, điều ta có đến tương lai. Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà dù ta lỡ sai bạn. Một nút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, tôi cứ thế công nhiên và từng ngày tôi cứ ngóng trông điều đó đúng hay sai, điều ta có đến tương lai. Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà dù ta lỡ sai bạn.